Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ Thủ Thiêm lại hứa quậy tàn nhẫn. Tại cuộc tiếp xúc cử tri quận 2 ngày 19 tháng 6 năm 2019, Phan Nguyễn Như Khuê, quan chức Phó đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cuối tháng 6 này, Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết luận về sai phạm tại Thủ Thiêm. Nhưng nước mắt dân oan Thủ Thiêm đã đổ quá nhiều, đã trở nên khô cạn và giờ đây nhường chỗ cho cặp mắt cảnh giác cao độ trước những hành vi của chính quyền. Người dân luôn sợ họ bị biến thành nạn nhân của một trò lừa gạt mới. Người dân Thủ Thiêm còn nhớ như in rằng năm 2018 đến nay, lời hứa của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã biến thành quậy ít nhất 3 lần nhưng hầu như chẳng làm gì để thực hiện những lời hứa hẹn đó. Cùng với hiện tượng kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm bị lần nữa hoãn công bố đến vài lần, hiện tượng vào tháng 5 năm 2018 báo chí nhà nước được bật đèn xanh và do đó được mở miệng gần như không hạn chế. Nhưng cũng những tờ báo vừa lên tiếng mạnh mẽ nhất về vụ Thủ Thiêm đã im bặt như thể bị ai đó khóa miệng và khiến cho người dân nghi ngờ là sau khi đã có kết luận kiểm tra hoặc thanh tra, một thế lực chính trị lợi ích sẽ lấy kết quả đó để tống tiền và ngã giá với những quan chức sắp bị tống vào lò. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2018, sau vô số tiếng khóc xé ruột của người dân Thủ Thiêm và cả những cái chết tự treo cổ vì phẫn uất tột cùng của người dân nơi đây, hy vọng tưởng như đã bị dập tắt của hàng ngàn dân oan Thủ Thiêm một lần nữa, sau rất nhiều lần lại bùng lên. Khi đó, cơ quan thanh tra chính phủ chính thức công bố kết luận kiểm tra chứ không phải là kết luận thanh tra vụ khiếu nại của công dân khu đô thị mới Thủ Thiêm ở Sài Gòn. Khi đó, những nạn nhân của nạn cướp đất đã lè lói hy vọng được bồi thường tạm gọi là thỏa đáng, lấy lại một phần công lý đã bị cướp đoạt bởi 236. Hai Nhật, tức Lê Thanh Hải, Ba Đua, tức Nguyễn Văn Đua, Sáu Cang, tức Tất Thành Cang. Nhưng từ tháng 9 năm 2018 đến sát Tết Nguyên đán năm 2019, vẫn không có một bất kỳ động tác nào đủ thành tâm và có tính thực chất nào từ phía các cơ quan có trách nhiệm để khiến cho người dân Thủ Thiêm đủ tin về một chính quyền không đến nỗi quá vô trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo. Trong suốt thời gian chây ý mất sạch liêm sỉ đó, Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh không những không làm được bất cứ điều gì giúp cho dân oan Thủ Thiêm ngoài những hứa hẹn có cánh và ý đồ chỉ muốn đẩy dân oan vào khu tái định cư để khỏi đi khiếu kiện tố cáo. Sát Tết Nguyên đán 2019, Nhân còn trực tiếp chỉ đạo vụ chính quyền quận Tân Bình giải tỏa như một hình thức cướp đất tại vườn rau Lộc Hưng, thậm chí còn cả gan chỉ đạo di rời lư hương trước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trong nhiều tháng qua, nhiệm vụ có vẻ như duy nhất của Nguyễn Thiện Nhân, quan chức mà từ lâu đã bị thiên hạ gắn mác hèn sĩ, thăm dân oan Thủ Thiêm và cố gắng thuyết phục những người dân nơi này dọn vào ở trong khu tái định cư Thủ Thiêm, chính là những khu nhà heo hút được xây tạm bợ mà không có gì bảo đảm về chất lượng công trình. Thậm chí từ năm 2017 đến nay đưa ra đấu giá mà chẳng có ma nào thèm mua. Còn Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc thì sao? Mạng xã hội đã đặt nghi ngờ rất lớn về CLMV Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Thiên Nhân đang câu giờ kết luận thanh tra chính phủ về vụ Thủ Thiêm, đồng thời khẳng định rằng quy luật và thủ đoạn chính trị của CLMV Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thiên Nhân đang tất yếu sẽ dẫn đến một quy luật nghịch đảo. Nếu dân không phản ứng mạnh, chắc chắn sẽ chẳng có bản kết luận thanh tra khu đô thị mới Thủ Thiêm nào được công bố. Chưa kể việc có được công bố chăng nữa thì cũng chỉ là đánh bùn sang ao mà không xử lý bất kỳ bất công ghê gớm nào tại Thủ Thiêm. Cùng lúc, một hiện tượng hết sức lạ lùng là dư luận của người dân vẫn tuyệt đối không nghe Nguyễn Phú Trọng đả động gì đến vụ Thủ Thiêm dù một từ. Tuy trong các cuộc tiếp xúc cử tri của ông ta tại Hà Nội luôn có những câu hỏi của giới tướng lĩnh về hưu và cựu thần trung thành về câu chuyện kinh thiên động địa này. Cho đến nay,
rất tương đồng thời gian khiếu nại tố cáo vụ ăn đất của giới quan chức thành phố Hồ Chí Minh ở Thủ Thiêm đã kéo dài quá mọi giới hạn. Vụ xử lý Tất Thành Cang và phía sau đó là phe cánh chính trị Lê Thanh Hải đã nhùng nhằng nâng lên hạ xuống quá lâu. Hoặc nói trắng ra là đã liên tiếp xảy đến những hành vi chạy trọt và thỏa hiệp giữa những đối tượng tham nhũng với các cơ quan chức năng. Và ngay trước mắt, người vừa ngồi vào ghế chủ tịch nước của kẻ đã không may mắn qua đời dù đã được tận tình cứu chữa. Với thái độ im lặng đầy kiên định và như thể cố ý như thế, không thể trách rất nhiều người dân đã và đang cho rằng Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng nếu không dính dáng đến vụ ăn đất Thủ Thiêm thì cũng cố gắng bảo kê cho những quan chức tham nhũng trong vụ này. Câu giờ ma mị và bao che không thể chịu đựng hơn được nữa, hàng trăm người dân Thủ Thiêm lại tiếp tục ra Hà Nội và tới các cơ quan trung ương liên tục trong nhiều ngày để phản ánh việc này, yêu cầu chính phủ cần thanh tra toàn diện khu đô thị mới Thủ Thiêm và đưa ra kết luận cuối cùng xử lý sai phạm của các cá nhân liên quan, đồng thời bồi thường thỏa đáng cho người dân. Sau cuộc tranh gian khổ của hàng ngàn dân oan Thủ Thiêm và giới đấu tranh dân chủ nhân quyền được hỗ trợ rất lớn bởi mạng xã hội, rốt cuộc vào tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Phúc đã không còn có thể câu giờ vụ dân khiếu kiện 4,3 hectare đất của dân nằm ngoài quy hoạch nhưng vẫn bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế giải tỏa. Trong một động thái cập dập để một lần nữa trấn an phản ứng của dân oan và dư luận xã hội, Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Xây dựng phê duyệt lại ranh giới khu 4,3 hectare mà thanh tra chính phủ kết luận nằm ngoài danh quy hoạch Thủ Thiêm. Theo một văn bản thông báo của Văn phòng Chính phủ, không thể câu giờ hơn được nữa, Nguyễn Xuân Phúc đã đá quả bóng trách nhiệm lại cho Nguyễn Thiên Nhân, người đứng đầu của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng người dân lại quá nghi ngờ rằng liệu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh được đại diện bởi những quan chức bị xem là xôi thịt như Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong có chịu phê duyệt lại ranh giới 4,3 hectare Thủ Thiêm hay không, hay vẫn cố tình treo vụ việc này để vừa không bồi thường thỏa đáng cho dân oan, vừa tìm cách bao che cho những kẻ ăn đất như Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân, Tất Thành Cang. Rốt cuộc từ tháng 4 năm 2019 đến nay, mọi chuyện vẫn hũ nút. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vẫn im lặng, không có bất kỳ động tác nào phê duyệt lại ranh giới khu 4,3 hectare đất Thủ Thiêm. Hãy nhớ lại từ tháng 5 năm 2018 khi tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm vô tình bị báo chí nhà nước phát hiện đã bị biến mất, cho đến cái điều nghịch lý kinh khủng ấy vẫn còn là một bí mật khổng lồ mà không có bất kỳ cơ quan hay cá nhân quan chức nào phải chịu trách nhiệm. Hứa hẹn của quan chức Phan Nguyễn Như Khuê về cuối tháng 6 này, thanh tra chính phủ sẽ công bố kết luận về sai phạm tại Thủ Thiêm, cũng bởi thế rất có thể vẫn chỉ là một lối hứa quậy mà chẳng ma mị được người dân nào. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy góp ý cho chương trình của chúng tôi bằng cách bấm vào nút bình luận, đặt để lại bình luận và chia sẻ các chương trình của chúng tôi. Hãy bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.